sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu về bộ môn địa lý lớp 8. Nội dung của bài 17, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về mục tiêu bài học. Sau bài học này, các em sẽ nắm được những kiến thức là trình bày một số đặc điểm nổi bật về Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Thứ hai về kỹ năng, các em sẽ phân tích được một số lược đồ, các bảng thống kê về dân số, về kinh tế của các nước Đông Nam Á. Và thứ ba, giáo dục về thái độ bảo vệ sự ổn định và an ninh hòa bình của khu vực Đông Nam Á. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta sẽ kiểm tra lại kiến thức của bài cũ chúng ta đã học, đó là bài 16. Các em nghe câu hỏi kiểm tra như sau. Vì sao nền kinh tế các nước khu vực Đông Nam Á phát triển nhanh nhưng chưa vững chắc? Thế thì để trả lời câu hỏi này, các em cần có những cái ý chính như sau. Thứ nhất là ở đầu nửa thế kỷ 20, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, nền kinh tế lạc hậu và tập trung vào việc sản xuất lương thực là chính. Ngoài ra, còn phải tập trung khai thác nguyên liệu để phục vụ cho các nước đế quốc. Thứ hai, ngày nay việc sản xuất lương thực, sản xuất nguyên liệu vẫn chiếm vị trí đáng kể trong nền kinh tế các nước Đông Nam Á. Do có nguồn nhân công dồi dào, nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nông phẩm nhiệt đới phong phú, lại tranh thủ được vốn và công nghệ của nước ngoài. Do đó, các nước Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài từ năm 1997 cho đến năm 1998 đã làm suy giảm nền kinh tế của nhiều nước, mức tăng trưởng giảm, sản xuất bị đình trệ, nhiều nhà máy phải đóng cửa, công nhân thất nghiệp. Việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế của nhiều nước đã làm cho cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại, đe dọa sự phát triển bền vững của khu vực. Nhiều cánh rừng bị khai thác kiệt quệ, nguồn nước, nguồn không khí bị ô nhiễm nặng bởi các chất phế thải, đặc biệt là các trung tâm công nghiệp. Thì đó là những cái ý chính em cần trả bài. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài mới. Chúng ta cùng tìm hiểu về Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Các em thấy cái biểu tượng bó lúa với 10 cái rễ cây lúa của Hiệp hội các nước Đông Nam Á có ý nghĩa thật là gần gũi mà sâu sắc với cư dân khu vực có chung nền văn minh lúa nước lâu đời trong môi trường nhiệt đới gió mùa. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tổ chức liên kết hợp tác cùng phát triển kinh tế xã hội, cùng nhau bảo vệ sự an ninh hòa bình khu vực Đông Nam Á. Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 và việc thành lập các nước Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, đã tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của các nước trong khu vực để cùng nhau phát triển. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất. Mười quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN. Bây giờ dựa vào lược đồ lực các nước thành viên ASEAN, các em thấy là các quốc gia thành lập ASEAN hiện nay và trước đây có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây năm 1967 là chỉ có gồm 5 quốc gia thành viên. Đó là những thành viên nào? Đó chính là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines. 5 quốc gia thành viên đầu tiên tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Á. Và tiếp theo từ năm 1984 cho đến nay là có thêm 5 thành viên tham gia nữa. Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995. Và đến nay tổng cộng có 10 quốc gia thành viên trừ Đông Timor. Như vậy, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, hiện nay gồm có 10 quốc gia thành viên trong khu vực Đông Nam Á. Thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967,
Lúc đầu có 5 thành viên, đến nay có 10 quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995. Mục tiêu hoạt động của ASEAN. Bây giờ các em theo dõi các bạn sau. Từ năm 1967 đến nay thì mục tiêu của hiệp hội có sự thay đổi qua thời gian. Thứ nhất, từ năm 1967, mục tiêu của hiệp hội đó là liên kết của quân sự. Đến cuối thập niên 70 đầu những năm 80 thì mục tiêu của hiệp hội đó là xu hướng hợp tác kinh tế xuất hiện ngày càng phát triển. Đến thập niên 90 thì mục tiêu là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp cùng phát triển kinh tế. Từ tháng 12 năm 1998 đến nay, mục tiêu của hiệp hội là đoàn kết hợp tác về một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều. Như vậy, mục tiêu của các nước, hoạt động của các nước ASEAN thay đổi qua thời gian. Vì sao? Cái lý do lớn nhất đó là tùy vào hoàn cảnh lịch sử. Từ giai đoạn năm 1967 thì hoàn cảnh lịch sử các nước Đông Dương lúc đó là đang tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Ba nước Đông Dương đó là Việt Nam, Lào và Campuchia. Đến cuối thập niên 70 đầu những năm 80 thì các nước Đông Dương đang xây dựng kinh tế. Đến thập niên 90 thì xu hướng thế toàn cầu hóa, giao lưu hợp tác giữa các nước ngày càng mở rộng, quan hệ các nước trong khu vực ngày càng được cải thiện. Và từ tháng 12 năm 1998 đến nay, các nước trong khu vực cùng mong muốn hợp tác để phát triển kinh tế và xã hội. Do các hoàn cảnh lịch sử thay đổi, do đó mục tiêu của hiệp hội cũng có sự thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và phù hợp với xu thế phát triển. Đây là một vài cái hình ảnh về hội nghị cấp cao ASEAN. Nguyên tắc hoạt động của các nước ASEAN là gì? Đó chính là tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. Cô nhắc lại, nguyên tắc hoạt động của các nước trong tổ chức ASEAN đó là tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. Đây chính là cái trụ sở ASEAN tại Jakarta ở Indonesia. Đây là ông Surin Pisuan, tổng thư ký của ASEAN. Hai nhỏ, hợp tác để phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ dựa vào những cái kiến thức đã học và cái hiểu biết của mình, em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển, để hợp tác cùng phát triển kinh tế. Thì các em thấy rằng là các nước trong khu vực Đông Á, cái điều kiện thuận lợi đầu tiên đó chính là vị trí địa lý giữa các nước trong khu vực rất là gần gũi với nhau. Nó nằm trong khu vực trung tâm của bán đảo Trung Ấn, nằm ở cái ngã ba giữa các khu vực, đặc biệt là giữa hai cái đại dương lớn đó là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Cái vị trí địa lý nó cũng có một cái vai trò rất là lớn, quyết định đến sự phát triển, hợp tác cùng phát triển của các nước trong khu vực ASEAN. Vị trí giữa các nước trong khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho các nước hợp tác với nhau, đặc biệt đó là ba nước Malaysia, Indonesia và Indonesia đã thành lập nên cái tam giác tăng trưởng kinh tế Shizuori từ năm 1989. Sau hơn 10 năm tại vùng kém phát triển của Malaysia và Indonesia đã xuất hiện các khu công nghiệp lớn, còn Singapore đã phát triển những ngành công nghiệp không cần nhiều nhân công và nguyên liệu. Như vậy rõ ràng là ở đây có sự hỗ trợ, hợp tác để phát triển lẫn nhau. Những nước có những cái ưu thế mạnh thì giúp đỡ những cái quốc gia có cái sự phát triển chưa được tốt lắm để cùng nhau thúc đẩy phát triển. Sự hợp tác kinh tế của các nước còn thể hiện qua các mặt như sau.
Các nước phát triển hơn đã giúp đỡ các nước thành viên chậm phát triển đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất và chế biến lương thực thực phẩm nhằm đảm bảo nhu cầu trong khu vực và để xuất khẩu. Thứ hai là tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước. Thứ ba là xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ từ Việt Nam sang Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Singapore, từ Myanmar sang Lào tới Việt Nam. Thứ ba là phối hợp khai thác bảo vệ lưu vực sông Mekong. Khu vực tiểu vùng sông Mekong là cái khu vực hiện nay đang có cái sự biến động rất là lớn, đặc biệt đó là về điều kiện tự nhiên thay đổi. Chính vì vậy còn cần phải có sự phối hợp để khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên của lưu vực sông Mekong cũng như là sự phát triển bền vững. Trong quá trình phát triển thì các nước Đông Nam Á đã đạt được những thành tựu rất là to lớn. Đây là một vài cái hình ảnh của những cái thành phố rất là phát triển các nước trên thế giới. Đây chính là Malaysia. Rồi cái thành phố năng động phát triển, đây là một trong những con rồng châu Á, đó chính là Singapore. Hoặc là thủ đô Jakarta của Indonesia là những cái một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở trong khu vực. Đại lộ Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là một trong những cái trung tâm kinh tế, thương mại, chính trị, văn hóa lớn nhất của khu vực miền Nam của Việt Nam và là một trong những khu vực lớn nhất cả nước. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì còn gặp một số các khó khăn như là khủng hoảng kinh tế, xung đột tôn giáo. Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, gió mùa ẩm thuận, rất là nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, thì bên cạnh đó cũng có rất là nhiều thiên tai, ví dụ như là bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Những năm gần đây thì lại còn thêm là biến động độ khí hậu toàn cầu, nó làm ảnh hưởng khá lớn đến điều kiện tự nhiên cũng như là tài nguyên thiên nhiên của các nước. Điều đó càng đòi hỏi phải có sự đoàn kết, hợp tác cùng giải quyết những khó khăn trên. Việt Nam trong ASEAN. Trong quá trình tham gia vào tổ chức ASEAN thì Việt Nam gặp những thuận lợi và khó khăn gì? Thứ nhất là thuận lợi, tốc độ tăng trưởng mậu dịch cao từ năm 1990 đến nay khoảng 26,8%. Tỷ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các khu vực trong nước chiếm 32,4% tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam. Xuất khẩu gạo gia tăng, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhì trên thế giới. Nhập xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng điện tử, dự án hành lang kinh tế Đông Tây khai thác lợi thế miền Trung nhằm xóa đói giảm nghèo. Việt Nam có sáng kiến xây dựng dự án phát triển hành lang kinh tế Đông Tây tại khu vực sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar nhằm xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước và các vùng trong hiệp hội. Khi thực hiện dự án, những lợi thế kinh tế của miền Trung nước ta sẽ được khai thác và đưa lại lợi ích cho nhân dân các dân tộc đang sinh sống một vực còn nhiều khó khăn này. Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam vừa có cơ hội để phát triển đất nước, vừa gặp những thách thức rất là lớn như là chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng về ngôn ngữ. Như là có nhiều quốc gia theo chế độ Cộng hòa nhưng cũng rất nhiều quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, ví dụ như là Vương quốc Campuchia, Vương quốc Thái Lan. Chúng ta đang có những giải pháp để vượt qua những thử thách này để góp phần vào quá trình tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực. Cây cầu bắc qua sông Mekong, đây là một những hạng mục dự án phát triển đường bộ. Một trong những cái cửa khẩu sầm uất nhất giữa Việt Nam và Lào, đó là cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Hành lang kinh tế Đông Tây giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Việt Nam là điểm đến cuối cùng, Myanmar là điểm xuất phát. Và Việt Nam, miền Trung Việt Nam mà cụ thể là những cái cảng ở từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa là cái điểm đường ra biển của Lào. Về Lào nó không có đường bờ biển, cho nên nó phải mượn đường biển của Việt Nam.
Chính vì vậy, các cảng biển của Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung, có ý nghĩa rất lớn đối với lại việc phát triển hành lang kinh tế Đông Tây và đặc biệt là với nước Lào. Như vậy đó là toàn bộ kiến thức của bài học. Sau khi các em cô đã trình bày, các em sẽ nắm được những kiến thức cơ bản như sau. Thứ nhất, các em phải nắm được mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á thay đổi theo thời gian như thế nào. Và thứ hai là phải phân tích được những thuận lợi khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em vẽ biểu đồ cột và nhận xét GDP của các nước ASEAN theo cái bảng số liệu 17.1 trong sách giáo khoa. Thì trên đài người ta cho các em 9 nước, đó là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Singapore. Thì biểu đồ hình cột chúng ta học rất là nhiều lần rồi. Bây giờ cô sẽ nhắc lại. Khi vẽ biểu đồ hình cột, đương nhiên là chúng ta sẽ vẽ hai cái cột, đó là trục tung và trục hoành. Trục hoành thì là thể hiện 9 nước, đó là Brunei, Campuchia, Indo, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Singapore trên cái trục hoành. Cái trục tung là chúng ta sẽ thể hiện là đơn vị USD, đó là sản phẩm GDP. Thì các em lưu ý khi vẽ biểu đồ hình cột thì rất là đơn giản, nhưng các em phải để ý cái cột trục tung. Chỉ số GDP cao nhất là của Singapore là 20.740 GDP trên người. Thì cái cột này các em phải vẽ tối thiểu là phải 21.740. Để chẵn số thì các em nên vẽ đến 25. Sau đó chúng ta chia những con số cố định từ 10, 20, 30, tùy các em có thể căn như thế nào đó để cho nó hợp lý và vẽ cho nó chính xác. Với biểu đồ hình cột thì chiều ngang của các cột là phải bằng nhau, đừng có vẽ cột to quá, cột nhỏ quá. Còn chiều dài thì tùy vào số liệu. Sau khi vẽ biểu đồ, chúng ta cần phải có tên biểu đồ, ghi chú đầy đủ và phải thể hiện mức độ thẩm mỹ nhất định, tức là phải đẹp. Cái thứ hai về nhận xét thì ở đây người ta yêu cầu các em nhận xét GDP trên người của các quốc gia ASEAN. Cho nên trong quá trình nhận xét, các em lưu ý ở trong này nó có một những cái số liệu cụ thể, cho nên khi nhận xét là các em nên so sánh số liệu và đưa ra con số cụ thể, sau đó đánh giá và nhận xét. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về nhà chuẩn bị bài tiếp theo, bài 18. Bài 18 là các bài thực hành về Lào, Campuchia, cho nên các em cần chuẩn bị coi trước cho cô hai cái lượt đồ hình 18.1, hình 18.2 và một số kiến thức cũng như là các cái bảng số liệu ở trong sách giáo khoa trang 62, 63 và 64 để tiếp sau chúng ta tiến hành thực hành cho tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.